Uống uống nước hả con? Sáng ngày uống nước cạn á. Sáng ngày thấy bình nước lấy uống cả nhà. Trời ơi, sao con không đứng yên một chỗ? Con làm gì con cứ xỉn tới xỉn lui vậy? Trời, đứng đó đi, đứng đó đi. Thôi lâu này người ta đang khỏi đi. Xin kính chào quý ông bà cô bác đi. Con xin chào quý ông bà cô bác. Say hello. Say hello đi con, hello. Giỏi. Hello. Hello. Trời ơi. Chị ơi, có thể nào chị đứng yên một chỗ cho em quay chị không chị? Thôi con. Nè con nói đi. Con được mấy cái răng? Thà Lan mọc được 6 cái răng đầy rồi mà, và một cái đang mọc lên nữa, coi như là 7 cái cả nhà. 7 cái răng. Thà Lan hôm nay là 14 tháng rưỡi á cả nhà, 14 tháng rưỡi nha. Dạ, cũng ăn uống nói chung là không có giỏi như hồi 5-6 tháng dưới 1 tuổi nữa. Đó đó, cái cọc tả hồi tối mẹ kiếm. Trời, đã cười mẹ kiếm. Hello. Thảo Lan lúc này dữ lắm nè. Quá trời dữ luôn. Đem giục đồ của người ta hết ra chị Út. Trời đất ơi, chị mắc cười không? Đó, sắp bạn lên, sắp bạn ngắn lên nè. Con sắp vậy nè, sắp vậy nè. Đó. Nè, Thảo Lan nè, về nè con. Bỏ đi hả? Bỏ đi hả? Giờ thì Tha Lan đi súc miệng cả nhà ơi. Mời các bạn đi súc miệng với Tha Lan nha. Rồi giờ gỡ đầu, gỡ cổ xong rồi thay đồ nè con. Đi là đây biểu nam đó. Đó. Thì uống 6 ao cả nhà. Tha Lan uống 6 ao sữa. Các bạn ơi, 6 x 3 = 18. Chưa khoảng 200, khoảng 200 ml. Chưa tới 200 ml nữa cả nhà. Chắc khoảng 200 ml á. Cái món thích đó thì Thảo Lan sẽ ăn rất là ngon, giống như trái cây nè. Nho, trái cây, chuối, dưa hấu đồ ăn thấy thương lắm. Hoặc là mình đưa cho miếng dưa leo cũng cầm ăn. Uống hết rồi. Là chơi con hả? Con làm nát cái sofa rồi. Sắp sửa phải mua sofa mới rồi. Trời ơi, con nít đó. Nó cào, nó xé rồi sofa hư hết rồi cả nhà ơi. Đấy, Thảo Lan đi làm luôn. Rồi, say hi đi con, chào đi. Chào các bạn, giỏi. Đây. Ca đi con, ca đi. Hello đi con. Hello. Dạ. Ừ. Nói chuyện đi con, nói chuyện đi. Nếu mà cô bác muốn nghe con nói chuyện nào, nói đi nào. Dạ. Ừ. À. Do you like cat? Yes. Cat. Giỏi, biết nói rồi thấy chưa, nói cat. Bye bye. Bye bye. Ê, Thảo Lan đi chợ. Thôi nè, Thảo Lan đi chợ nè. Là đi chợ đây. Rồi ghé chợ một cái. Còn quên mua đồ cho nên ghé đi chợ mua thêm trái cây cho con ăn nha. Nho cho con ăn hả? Rồi. Thì Thảo Lan lên đây ngồi nha con. Đây Thảo Lan ngồi. Phải xích beo lại mới được. Khóa cho con. Nghĩ dính gì dơ quá nè. Đây Thảo Lan vô chợ rồi. Cái mặt vui không? Vui quá vậy. Lấy hộp nho đi cả nhà. Nè con thử coi. Con thử coi trái nho ngọt không? Thử đi. Lấy cái nho này cho con. Cái này nha. Story tiếp. Không biết ngon hay không. Mà bán 7 đồng. Giờ chưa tới nửa bao nữa. 300 gram. Ngon không? Ngon con. Này dâu cũng ngon lắm. Đẹp. Bán 5 đồng một hộp. Nhưng mà không ngọt, không mấy lắm. Thêm con
trước khi tới chỗ làm còn phải ghé chợ ăn cái nữa cả nhà. Mình là lấy cái bịch này mình mua cà rán móng cải nha, mua móng cải gì nấu cho Thảo Lan ăn nha, ngon không? Ngon con. Cái này chưa ăn được, cái này chưa ăn được. Cái này cái món cái cũng ăn được nữa hả? Có để ý người khác dữ lắm cả nhà ơi. Ai đi qua đi lại. Rồi. Ai làm gì làm. Có qua có lợi người ăn nho hả con, sướng quá. Nè Thảo Lan. Hết có đi chợ lắm cả nhà, cho nên là mỗi lần nó đi chợ nó thấy mọi thứ xung quanh nó nhòm, nó ngó dữ lắm. Thảo Lan hay chơi bắp nha. Ngon không đây? Về nấu cho nó ăn. Nè cho con hai chơi bắp. À, để đi. Rồi xong đi lên tính tiền. Giờ này nó cũng có bán một số trái cây châu Á. Pero para no decir nada. Lan này nó bán đồng 32 nè, cũng quá rẻ nè. Mua mấy củ không? Thơm này nó bán 2.98 trái. Thật sự tính tiền nha ta. Nè, giờ em đâu không vậy? Đi lên tính tiền nha. Cái mặt của con nhìn mắc cười quá. Ok. Ok. Rồi, con Thảo Lan lên tính tiền. Giờ mới đúng rồi. Bấm mấy lần mới đúng rồi. Rồi, lên xe anh.
lên xe đi nha con, lên xe. Rồi, lên xe con. À, ta la lông gọi con. Ui, khó quá. Gắn ta làm nhiều khó quá. Ok. Rồi. Let's go. Mệt chết luôn nè. Thích chơi đó rồi hả con? Con thích chơi bắp này hả? Ngon không? Sao vậy? Chưa, lát mày nấu cho con ăn nha. Lát mày nấu rồi cho con ăn. Dạ. Yeah, I know. Dạ. Dạ. Ê, xíu nữa mày nấu bắp cho con ăn nha. Oh, yes, thank you. Cảm ơn, con cảm ơn. Con cảm ơn. Rồi, Thao Lan xin cảm ơn quý ông bà cô bác đã theo dõi cái video của Thao Lan nha. Mọi người thích tặng cho Thao Lan một like với lại một đăng ký kênh và một chia sẻ. Thao Lan xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt nha. Sao? Xin chào tạm biệt. Bye. Ok, bye.